Kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Nhịp cầu doanh nhân được phát sóng vào lúc 10 giờ sáng thứ bảy hàng tuần trên kênh HTV9. Chương trình do công ty truyền thông Điền Quân phối hợp cùng Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Như thường lệ, ngay sau đây sẽ là những nội dung chính của chương trình hôm nay. Hà Nội phát triển sản phẩm công nghiệp chủ lực. 6 tháng đầu năm hoạt động M&A bất động sản diễn biến sôi động. Doanh nghiệp chưa sẵn sàng cho dịch vụ tư vấn. Chuyên mục Góc luật sư trao đổi với luật sư Trần Hải Vân, công ty luật Dana về các vấn đề pháp lý liên quan đến hoạt động cho thuê lao động. Thưa quý vị, vừa qua Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội tổ chức hội nghị cung cấp thông tin giới thiệu sản phẩm công nghiệp chủ lực của thành phố Hà Nội cùng với các chủ trương chính sách của thành phố để hỗ trợ các doanh nghiệp phát triển. Thời gian qua, công nghiệp thành phố Hà Nội phát triển mạnh và có chọn lọc các ngành hàng, sản phẩm công nghiệp chủ lực có giá trị gia tăng cao, sử dụng công nghệ hiện đại, ít gây ô nhiễm môi trường. Đó là nhóm sản phẩm có thương hiệu uy tín thuộc các nhóm ngành cơ khí điện tử, hóa nhựa, dệt may da giày, chế biến lương thực, thực phẩm. Năm 2012, thành phố Hà Nội đã quyết định công nhận 33 sản phẩm công nghiệp chủ lực của 30 đơn vị. Đây đều là những sản phẩm có sức cạnh tranh cao trên thị trường, được sản xuất trên dây chuyền thiết bị hiện đại và công nghệ tiên tiến, phục vụ thị trường trong nước, thay thế hàng nhập khẩu, tham gia xuất khẩu. Cùng với việc công nhận sản phẩm công nghiệp chủ lực, thành phố Hà Nội cũng đã ban hành cơ chế chính sách hỗ trợ công nghiệp chủ lực mũi nhọn. Theo đó, các doanh nghiệp sẽ được hỗ trợ về tài chính, được hỗ trợ về giao lưu trao đổi thông tin về thị trường khoa học và công nghệ, kết nối chuyển giao công nghệ mới và xúc tiến thương mại. Còn tại thành phố Hồ Chí Minh, thông qua hội thảo doanh nghiệp và hải quan hợp lực cùng phát triển, nhiều doanh nghiệp xuất nhập khẩu và các đơn vị vận tải liên quan đã được các chuyên gia hải quan cập nhật và hướng dẫn các thủ tục pháp lý mới nhất trong ngành. Hiện nay, các cải cách thủ tục hải quan đã và đang mang đến cho doanh nghiệp nhiều lợi ích như giảm thủ tục hải quan, áp dụng cơ chế công nhận, tự kê khai và tự chịu trách nhiệm của doanh nghiệp. Đặc biệt, chế độ doanh nghiệp ưu tiên AEO được ngành hải quan Việt Nam áp dụng đã mang lại tiện ích tối đa cho doanh nghiệp khi thông quan hàng hóa tại các cửa khẩu trong lẫn ngoài nước. Tuy nhiên, hiện nay, Việt Nam chỉ có 14 doanh nghiệp được công nhận doanh nghiệp ưu tiên, trong số đó có tới 2/3 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài FDI. Các chuyên gia cho biết, để được công nhận doanh nghiệp ưu tiên, doanh nghiệp sẽ phải đáp ứng các điều kiện như tuân thủ pháp luật, hải quan có niềm tin và kiểm soát được sự tuân thủ của doanh nghiệp, kim ngạch xuất nhập khẩu, có chế độ kế toán minh bạch, hoạt động kinh doanh có hiệu quả, thực hiện thanh toán qua ngân hàng, thực hiện thủ tục hải quan điện tử, tự nguyện đề nghị được công nhận là doanh nghiệp ưu tiên. Thưa quý vị, hiện nay phần lớn các doanh nghiệp chưa thực sự sẵn sàng để tận dụng nguồn lực từ những nhà tư vấn. Đó là ý kiến được đưa ra từ diễn đàn tư vấn quản trị lần 2 với chủ đề Vai trò của nhà tư vấn với hiệu quả quản trị doanh nghiệp năm 2013. Theo kết quả nghiên cứu thuộc Văn phòng Đào tạo Quốc tế Trường Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh, hiện nay các doanh nghiệp chủ yếu chỉ sử dụng dịch vụ tư vấn khi họ gặp vấn đề khó khăn mang tính chất sống còn hoặc đôi lúc có nhu cầu nhưng lại không muốn tăng thêm chi phí và chưa có sự chuẩn bị tài chính nghiêm túc. Doanh nghiệp không bán được hàng, không có thu nhập, cho nên họ sót tiền và họ rất khó để cho nhà tư vấn có thể phát triển được. Hoặc là doanh nghiệp phải nhìn thấy rằng là mình phải ứng trước ra một khoản vốn để mình có thể là chuyển đổi được và thoát ra khỏi cái tình hình bế tắc. Tuy nhiên hiện nay, khi nhiều doanh nghiệp lâm vào phá sản hoặc ngừng sản xuất hoặc không mở rộng được quy mô, thì làm sao để đương đầu với thách thức là câu chuyện lớn đối với doanh nghiệp. Chính trong giai đoạn này, vai trò của nhà tư vấn phải được xem xét lại. Câu chuyện bản chất là hiệu quả sử dụng. Nếu tôi bỏ ra 100 triệu cho cái nhà tư vấn thì cái gì là cái tôi đạt được? Cái thứ hai nữa là cái tầm nhìn quá ngắn hạn. Đến khi mà cơ thể gần như là đã sắp chết rồi, ta mới kỳ vọng có một cái liều thuốc tiên để mà cứu chúng ta qua khỏi cái cơn này thì câu chuyện nó gần như là vô vọng. Theo các doanh nghiệp đang sử dụng dịch vụ tư vấn thì hiện nay các nhà tư vấn có thể hỗ trợ doanh nghiệp dưới 3 cấp độ: tư vấn, khám bệnh và đồng hành cùng doanh nghiệp. Cái dạng sơ cấp nhất đó là tư vấn cho doanh nghiệp, có nghĩa là doanh nghiệp họ cần có những cái thông tin, những kiến thức, những kinh nghiệm nhà tư vấn có để trên cơ sở đó họ đưa ra quyết định của mình. Cái cấp độ cao hơn có gọi là bác sĩ khám bệnh, là cái doanh nghiệp họ hiểu rõ cái nội tại của mình, những vấn đề mình đang phải đối diện và họ cần người tư vấn đưa ra cái phương thuốc phù hợp. Và cái cấp độ cao hơn đó là chúng tôi gọi là đồng hành cùng doanh nghiệp, tức là nhà tư vấn cùng doanh nghiệp cùng ngồi lại với nhau đánh giá lại hoạt động của doanh nghiệp, chia sẻ với nhau và để xây dựng cái định hướng phát triển trong tương lai và cùng với doanh nghiệp thực hiện cái chiến lược đó.
Tuy mới hình thành ở dạng cộng đồng tư vấn trong vài năm trở lại đây, các diễn giả vẫn đánh giá cao cộng đồng này bởi đội ngũ các chuyên gia giỏi. Song để thị trường tư vấn vận hành hiệu quả, vẫn cần có sự thay đổi trong cách nhìn nhận các dự án tư vấn từ các khách hàng doanh nghiệp, đồng thời có sự chuẩn bị kỹ càng về kế hoạch, mục tiêu, ngân sách và các yêu cầu cụ thể trước khi tham gia dự án tư vấn. Tính đến tháng 5 năm 2013, thị trường bất động sản ghi nhận nhiều vụ mua bán sáp nhập, chuyển nhượng các dự án bất động sản hay còn gọi là M&A bất động sản. Nhiều chuyên gia và doanh nghiệp bất động sản nhận định rằng hoạt động M&A bất động sản sẽ tiếp tục diễn ra sôi nổi trong suốt năm 2013 với sự tham gia của nhiều nhà đầu tư ngoại. Đầu tháng 4, khách sạn Legend Sài Gòn đổi tên thành khách sạn Lotte Legend Sài Gòn sau khi tập đoàn khách sạn và khu nghỉ dưỡng Lotte mua lại khách sạn này. Trước đó, hãng hàng không Asiana Airlines thuộc tập đoàn Kumho Hàn Quốc đã mua lại 50% khu phức hợp văn phòng, trung tâm thương mại, khách sạn Kumho Asiana Plaza từ Kumho Inc. Hoạt động M&A bất động sản cũng sôi động ở phân khúc nhà ở. Đầu tháng 3, công ty cổ phần đầu tư xây dựng Bình Chánh bán dự án căn hộ chung cư Nhất Lan, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh cho công ty bất động sản Danh Khôi Á Châu. Công ty cổ phần dịch vụ và xây dựng Địa ốc Đất Xanh cũng mua lại nhiều dự án nhà ở quận Thủ Đức và quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh trong những tháng đầu năm 2013. Theo nhiều chuyên gia và doanh nghiệp, khi thị trường bất động sản đi xuống trong vài năm vừa qua, nhiều chủ đầu tư phải đối mặt với tình trạng hàng tồn kho lớn và áp lực nợ lãi. Việc mua bán, chuyển nhượng dự án từ doanh nghiệp này qua doanh nghiệp khác là điều tất yếu của vấn đề tái cấu trúc thị trường sau một vài năm tăng trưởng nóng. Năm 2013 được nhận định là thích hợp cho các hoạt động M&A, trong đó lợi thế thuộc về những chủ đầu tư có nhiều tiền mặt và có chiến lược dài hạn. Trong cái suy thoái đó thì nó bắt đầu xuất hiện cái câu chuyện là M&A, mua bán doanh nghiệp cũng như mua bán dự án. Thì hiện nay chúng tôi xác định rằng năm 2013 là cái tiền đề để cho cái điểm đáy để cho các năm năm tới. Thì đây là điểm tốt để cho cái chúng tôi đi mua lại các cái dự án với cái giá tốt. Đây đúng là thời điểm có nhiều cơ hội cho hoạt động M&A bất động sản, nguồn vốn đang sẵn sàng cho Việt Nam. Đây là thời điểm tốt nếu các doanh nghiệp muốn thoái vốn ở lĩnh vực bất động sản để tập trung vào ngành chính. Cơ hội cũng đang đến với các nhà đầu tư muốn phát triển các dự án rồi bán đi. Đồng thời hiện nay cũng có nhiều chủ đầu tư muốn bán lại các dự án sau khi đầu tư không đạt lợi nhuận như kỳ vọng. Đáng chú ý, nếu như năm 2012, nhiều thương vụ M&A là của các công ty Việt Nam mua các dự án của công ty Việt Nam hay các doanh nghiệp trong nước mua dự án của nước ngoài, thì đầu năm 2013, nhiều nhà đầu tư nước ngoài đang tham gia mạnh mẽ vào hoạt động M&A bất động sản ở Việt Nam. Thị trường bất động sản Việt Nam đang chạm đáy của chu kỳ. Thêm vào đó, đầu năm 2013, lãi suất cho vay giảm xuống cùng với rủi ro lạm phát được hạn chế phần nào. Điều này thu hút nhiều nhà đầu tư nước ngoài trong hoạt động M&A bất động sản. Hiện nay có rất nhiều nhà đầu tư quốc tế như là Malaysia, rồi là Thái Lan, Hàn Quốc, rồi Singapore và kể cả Đài Loan hay là Indonesia và kể cả ở Mỹ, họ cũng đều quan tâm để tham gia vào thị trường của Việt Nam. Nhưng họ đang có bắt đầu bước để đi vào để tìm hiểu. Không chỉ sôi động trong năm 2013, nhiều doanh nghiệp dự đoán hoạt động M&A bất động sản sẽ còn tiếp tục sôi động đến năm 2015. Cũng bàn về hoạt động M&A, theo thông tin tại hội thảo xu hướng phát triển trong ngành dầu khí trên thế giới và khu vực do Deloitte Việt Nam tổ chức, hoạt động mua bán sáp nhập ngành dầu khí đang trở thành một xu hướng phát triển của ngành năng lượng trên thế giới. Khu vực Đông Nam Á và Việt Nam sẽ không nằm ngoài xu hướng này. Theo các chuyên gia tại hội thảo, nhu cầu dầu và khí đốt trên thế giới đang tăng cao, trong khi đó trữ lượng tài nguyên dầu khí đang suy giảm. Chi phí thăm dò và khai thác dầu khí cũng tăng mạnh. Chính vì vậy, việc mua bán sáp nhập trong ngành dầu khí được coi là một giải pháp hợp lý để tận dụng tài nguyên và tiết kiệm chi phí thăm dò và khai thác. Ở Đông Nam Á, Malaysia, Indonesia, Việt Nam và Myanmar là các quốc gia có lợi thế trữ lượng dầu mỏ lớn và đang thu hút nhiều hoạt động đầu tư. Do đó, nhiều chuyên gia nhận định khu vực này sẽ là đích đến của các thương vụ mua bán sáp nhập trong hoạt động thăm dò và khai thác dầu khí. Trong đó, Việt Nam với lợi thế là nguồn lao động cũng được đánh giá là một thị trường sôi động của các vụ mua bán sáp nhập ngành dầu khí. Theo tôi, Úc, Indonesia và Việt Nam là những quốc gia trong khu vực châu Á có nhiều hoạt động mua bán sáp nhập nhất. Việt Nam có thị trường mua bán sáp nhập sôi động và tôi tin là xu hướng này vẫn sẽ còn tiếp diễn. Hiện tại vẫn đang ở giai đoạn khởi đầu và các doanh nghiệp dầu khí vẫn chọn Việt Nam là điểm đầu tư cho các dự án tương lai. Thêm vào đó, số lượng nhà thầu cung cấp dịch vụ dầu khí tại Việt Nam gia tăng. Trong tương lai, chúng ta sẽ thấy sự phát triển của lĩnh vực dịch vụ dầu khí trong nước với nguồn lao động ngày càng tiến bộ. Tôi tin rằng Việt Nam sẽ phát triển được các hoạt động dịch vụ đóng tàu phục vụ cho ngành dầu khí.
Cũng theo ông Stephen Yap, ba yếu tố để quyết định sự thành công của một thương vụ mua bán sáp nhập trong ngành dầu khí bao gồm hệ thống pháp luật minh bạch, sự chuẩn bị chu đáo và một quyết định quyết đoán. Hệ thống luật đầu tư càng rõ ràng, minh bạch, thuận lợi thì sẽ càng khuyến khích các nhà đầu tư mới. Thêm vào đó, sáp nhập bán ngành dầu khí là một ngành cạnh tranh rất cao. Nếu bạn không quyết đoán nhanh, công ty khác sẽ lấy mất những cơ hội của bạn. Ngoài ra, việc chuẩn bị kế hoạch, việc thực hiện soát xét là tất yếu. Ví dụ, soát xét hợp đồng dầu khí là một công đoạn rất quan trọng trong quá trình thực hiện mục tiêu mua bán. Theo các chuyên gia, trong thời gian tới, Việt Nam sẽ là đích đến của các thương vụ mua bán sáp nhập trong hoạt động tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu khí. Dự đoán sẽ có nhiều công ty góp vốn tham gia vào các hợp đồng dầu khí. Đối với hoạt động dịch vụ dầu khí, các chuyên gia cũng cho rằng sẽ tiếp tục có nhiều hợp tác giữa các công ty dịch vụ dầu khí lớn của nước ngoài và Việt Nam. Với tổng đại lý tại thành phố Hồ Chí Minh và hai chi nhánh phía Bắc là Hà Nội và Quảng Ninh, hiện nay công ty Fusion tiếp tục mở rộng hệ thống phân phối trên toàn quốc sản phẩm phụ tùng ô tô chính hãng của các nhãn hiệu hàng đầu thế giới. Fusion là nhà phân phối phụ tùng thiết bị và các dịch vụ đi kèm chuyên ngành ô tô tại Việt Nam cho tập đoàn Bosch và là thương hiệu uy tín được các nhà sản xuất lắp ráp ô tô đánh giá cao về chất lượng và dịch vụ sau bán hàng. Fusion sở hữu hơn 100 chủng loại sản phẩm phụ tùng ô tô, chăm sóc, bảo dưỡng xe và thiết bị cho gara. Đây là những sản phẩm đạt tiêu chuẩn và công nghệ châu Âu, được sản xuất tại Đức, Tây Ban Nha, Nhật và Thái Lan, có thiết kế đẹp, độc đáo, có tuổi thọ và độ bền vượt trội, phù hợp với nhiều loại xe khác nhau trong mọi điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Trong thời gian tới, công ty sẽ mở thêm những cái chi nhánh ở các tỉnh thành, những các thành phố lớn và sẽ tìm thêm nhiều mặt hàng, nhiều để mà cung cấp cho khách hàng, thêm nhiều mặt hàng chất lượng, giá cả phải chăng cho khách hàng. Sản phẩm chính hãng được Fusion cung cấp cho hầu hết các dòng xe đang thịnh hành trên thị trường và các dòng xe xuất xứ châu Âu như BMW, Mercedes. Trong thời gian tới, Fusion sẽ cung cấp cho thị trường nhiều sản phẩm mới, mở rộng hệ thống phân phối ra nhiều tỉnh thành trong nước, đặc biệt là triển khai dự án hợp tác, cung cấp phụ tùng lắp ráp, sửa chữa cho các đơn vị sản xuất xe trong nước và đối tác liên doanh. Nằm trong các chương trình ưu đãi nhân dịp kỷ niệm 20 năm thành lập công ty thông tin di động VMS Mobifone hiện đang tiếp tục triển khai chương trình ưu đãi độc quyền giảm giá lên đến 20% giá bán lẻ cho khách hàng doanh nghiệp đăng ký mua điện thoại Samsung Galaxy S4. Chương trình hướng đến các khách hàng là những thuê bao trả sau, phát triển đứng tên doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân là cán bộ công nhân viên hoặc là những tổ chức doanh nghiệp có trên 20 thuê bao sử dụng mạng Mobifone. Tại thị trường Việt Nam, Mobifone là nhà mạng đầu tiên giới thiệu và cung cấp điện thoại di động Samsung Galaxy S4, một trong những dòng smartphone được mong đợi nhất trong năm nay. Cũng nằm trong các chương trình ưu đãi nhân dịp kỷ niệm 20 năm thành lập công ty, Mobifone sẽ tặng 20 chiếc điện thoại di động Samsung Galaxy S4. Cho 20 khách hàng may mắn đã luôn đồng hành và sử dụng dịch vụ Mobifone từ năm 1993 cho tới nay. Theo báo cáo niềm tin người tiêu dùng của Nielsen, chỉ số niềm tin người tiêu dùng Việt Nam đạt 96 điểm trong quý đầu tiên của năm 2013, mức cao nhất trong một năm qua, tăng 8 điểm so với quý trước và 2 điểm so với cùng kỳ năm 2012. Trong khi đó, chỉ số niềm tin tiêu dùng khu vực châu Á-Thái Bình Dương đang khôi phục tích cực và vẫn ở mức cao. Báo cáo cho biết nhiều người tiêu dùng Việt Nam cảm thấy lạc quan về thị trường việc làm hơn trong quý 1 năm 2013. Số lượng người cảm thấy tốt, rất tốt về triển vọng công việc tăng từ 34% trong quý 4 năm 2012 lên 39% trong quý này. Tương tự, sự lạc quan của người tiêu dùng Việt Nam đối với tình hình tài chính cá nhân cũng tăng 9 điểm từ quý trước lên 50% trong quý này. Khi nói đến khả năng mua sắm, 33% người tiêu dùng trực tuyến Việt Nam cho biết 12 tháng tới là thời điểm thích hợp để sắm sửa đồ đạc mới, cao hơn 4% so với quý 4 năm 2012 và 7% so với cùng kỳ năm trước. Vừa qua, Profile Việt Nam đã tổ chức hội thảo về phát triển quản lý và lãnh đạo dành cho doanh nghiệp qua chủ đề Con đường từ người quản lý giỏi đến nhà lãnh đạo xuất sắc, thu hút rất nhiều sự quan tâm của các doanh nghiệp và tập đoàn tại thành phố Hồ Chí Minh. Theo nhận định tại hội thảo, chất lượng lãnh đạo là yếu tố cốt lõi sẽ giúp xác định thành công hay thất bại của một tổ chức. Đặc biệt trong thời đại mới, khái niệm lãnh đạo phải thay đổi để phù hợp. Thay vì là một người lãnh đạo độc đoán, luôn xem mình là trung tâm, chỉ chăm chăm vào công việc, đặt quan điểm cá nhân lên quá cao, một người lãnh đạo ở thời đại mới cần đặt sự hòa hợp và chia sẻ lên hàng đầu, phát huy hết hiệu quả của làm việc theo đội, nhóm. Hơn thế nữa, họ cần phải quan tâm đến các giá trị về văn hóa, có cái nhìn toàn cầu và đa quan điểm hơn. Hiện nay, tại các doanh nghiệp, phần lớn nhân sự cấp cao, tức là nhà lãnh đạo tương lai, đều xuất phát từ đội ngũ nhân sự cấp trung, những người quản lý của doanh nghiệp sau thời gian gắn kết với công ty, song từ quản lý lên lãnh đạo lại đòi hỏi những yêu cầu không chỉ về mặt kiểm tra, giám sát.
cần phân biệt rõ hai khái niệm quản lý và lãnh đạo. Nhà quản lý giỏi chỉ ở mức đảm bảo tất cả vận hành ổn định, lên kế hoạch và thực hiện mục tiêu từ các nhà lãnh đạo. Hơn thế, nhà lãnh đạo là cá nhân phải dám tạo ra sự thay đổi, có tầm nhìn và đặc biệt phải truyền cảm hứng cho nhân viên. Hiện chúng ta đang thừa quản lý và thiếu lãnh đạo. Con đường từ quản lý giỏi đến lãnh đạo xuất sắc là điều không dễ dàng. Nó phụ thuộc vào bản thân của người quản lý biết mình là ai, cần phát triển những gì và quan trọng nhất đó là phải thay đổi thái độ. Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng nên xác định được mô hình lãnh đạo cho riêng mình, từ đó có chuẩn cơ sở để giúp quản lý cấp trung phát triển thành đội ngũ lãnh đạo cấp cao trong doanh nghiệp. Thưa quý vị, sau khi Bộ Luật Lao động sửa đổi có hiệu lực vào ngày 1 tháng 5, luật hóa mô hình cho thuê lại lao động, thì vừa qua Chính phủ đã ban hành Nghị định 55 quy định chi tiết việc cấp phép cho doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực này. Một trong các nội dung được nhiều doanh nghiệp quan tâm là từ ngày 15 tháng 7 tới đây, khi nghị định chính thức có hiệu lực, doanh nghiệp muốn cho thuê lại lao động đều phải ký quỹ 2 tỷ đồng và đáp ứng một số điều kiện theo quy định. Điều này có nghĩa, dù được pháp luật công nhận nhưng số lượng doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực này sẽ được nhà nước quản lý một cách chặt chẽ nhằm đảm bảo quyền lợi cho doanh nghiệp lẫn người lao động. Bàn thêm về vấn đề này, chuyên mục Góc Luật Sư đã có cuộc trao đổi với luật sư Trần Hải Vân, giám đốc công ty luật Dana. Xin chào luật sư. Thưa luật sư, nhà nước ta vừa ban hành Nghị định 55 hướng dẫn việc thi hành pháp luật trong hoạt động cho thuê lại lao động sẽ có hiệu lực từ tháng 7 tới đây. Thế thì luật sư có thể cho biết, để được cấp giấy chứng nhận cho hoạt động cho thuê lại lao động thì các doanh nghiệp cần đáp ứng những điều kiện gì ạ? Có thể thấy thì nhà nước ta vừa ban hành cái Bộ Luật Lao động 2012 và Nghị định 55 hướng dẫn chi tiết về cái vấn đề hoạt động cho thuê lại lao động. Mà cái hoạt động này trước đây được xem như là trái luật và gây thiệt thòi rất là nhiều cho người lao động. Thì để một doanh nghiệp mà có được giấy phép hoạt động cho thuê lao động thì căn cứ vào điều 5, điều 6, điều 7 và điều 8 của Nghị định 55 thì cần phải đáp ứng một số điều kiện như sau. Thứ nhất là doanh nghiệp đó phải ký quỹ 2 tỷ đồng. Thứ hai là cái vốn đảm bảo cái vốn pháp định là 2 tỷ. Thứ ba là phải có cái trụ sở hoạt động ổn định và cái thời hạn ít nhất là 2 năm. Ngoài ra cái người đứng đầu của doanh nghiệp, của chi nhánh, của phòng đại diện phải có cái lý lịch rõ ràng. Thứ nhất, thứ hai là phải có kinh nghiệm trong hoạt động cho thuê lại lao động này ít nhất là 3 năm. Và thứ ba là trong thời gian 3 năm gần nhất thì cái người đứng đầu đó không có vi phạm những các quy định về vấn đề đăng ký doanh nghiệp hay là về vấn đề cho thuê lại lao động. Vâng, thế thì đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thì chúng ta có những cái yêu cầu hay những điều kiện đặc biệt nào khác không thưa luật sư? Hiện tại thì khoảng 3 điều 6 của Nghị định 55 có quy định một số cái điều kiện đối với cái doanh nghiệp nước ngoài liên doanh với doanh nghiệp Việt Nam. Cung cấp cái dịch vụ cho thuê lại lao động này. Thứ nhất là phải là doanh nghiệp hoạt động chuyên về lĩnh vực cho thuê lại lao động này và có cái vốn và tổng cái giá trị tài sản của doanh nghiệp từ 10 tỷ trở lên. Thứ hai là cái doanh nghiệp này đã có kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực này ít nhất là 5 năm. Thứ ba là phải có cái giấy chứng nhận doanh nghiệp và cái người đại diện cho cái phần vốn góp của doanh nghiệp đó ở Việt Nam là không có vi phạm pháp luật về cái hoạt động của nước sở tại hoặc là cái nước có liên quan. Lao động cho thuê thường mang tính ngắn hạn và thời vụ. Như vậy nhà nước ta có quy định thời gian cho thuê lại lao động không thưa luật sư? 12 tháng là thời hạn tối đa được quy định tại điều 26 Nghị định 55. Và khi hết cái thời hạn cho thuê lại lao động này thì doanh nghiệp cho thuê lại lao động không được tiếp tục cho thuê cái người lao động đang làm việc đó cho cái doanh nghiệp, chính doanh nghiệp đã sử dụng lao động đó. Có thể hiểu là sau 12 tháng, nếu như doanh nghiệp muốn sử dụng lại lao động, đã thuê từ công ty cho thuê lao động, thì không được pháp luật thừa nhận. Có đúng như vậy không thưa luật sư? Ở đây tôi xin được chia làm hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất là cái người thuê lại lao động đó, doanh nghiệp thuê lại lao động, muốn tiếp tục sử dụng lao động thuê lại thông qua cái hình thức là cho thuê lại lao động. Thì như vậy nó sẽ trái với lại cái quy định của điều 26, Nghị định 55. Ngược lại, nếu như mà bên doanh nghiệp thuê lại lao động đó, muốn tiếp tục sử dụng người lao động đã thuê lại thông qua cái hợp đồng lao động chính thức giữa người sử dụng lao động và người lao động thì như vậy là được pháp luật cho phép. Thưa luật sư, liệu rằng người lao động có phải trích trả phần trăm tiền lương cho đơn vị cho thuê lao động như đã phổ biến trước đây hay không? Và doanh nghiệp cho thuê lao động phải đáp ứng mức lương và các chế độ phúc lợi đối với người lao động phái cử như thế nào? Để tránh cái tình trạng ăn bớt ăn sáng cái đồng lương của người lao động thì trong cái Nghị định 55 đã quy định nghiêm cấm cái hành vi là thu phí đối với người lao động, kể cả đối với cái người cho thuê lao động, đối với những người cho thuê lao động và kể cả đối với doanh nghiệp sử dụng lao động đi thuê lại lao động. Thì doanh nghiệp cho thuê lao động ngoài ra cái mức lương mà trả cho người lao động á, thì cái doanh nghiệp cho thuê lao động thì không được trả cái mức lương thấp hơn cái mức lương đã thỏa thuận với cái bên thuê lại lao động, và cái mức lương doanh nghiệp cho thuê lại lao động
trả cho người lao động cũng không được thấp hơn so với cái mức lương mà một cái người lao động đang làm việc trong doanh nghiệp thuê lại, cùng công việc, cùng trình độ hoặc là cùng tính chất như nhau. Vâng, có lẽ sẽ còn có rất là nhiều tình huống cụ thể phát sinh xung quanh vấn đề này mà các doanh nghiệp chưa lường trước được. Vậy bây giờ xin mời luật sư cùng với quý vị khán giả sẽ theo dõi một tình huống ngắn sau đây. Tôi không hiểu phòng nhân sự và công đoàn làm việc với nhau như thế nào, quản lý nhân viên như thế nào mà để xảy ra vụ việc đánh nhau trong nhà máy nhiều rồi, chẳng những gây náo loạn mất trật tự mà còn thiệt hại tài sản của công ty nữa. Dạ thưa giám đốc, đây là lý do làm... Không có lý do gì hết, tôi không công nhận lý do gì hết. Tôi không muốn tồn tại những dạng nhân sự như vậy. Phòng nhân sự, công đoàn ra hình thức kỷ luật buộc hai nhân viên này nghỉ việc cho tôi. Dạ thưa sếp, là không đơn giản như vậy đâu ạ. Bởi vì là hai lao động này là mình thuê từ doanh nghiệp cung ứng lao động, mà nếu như mình muốn kỷ luật hay là quyết định thôi việc là phải phụ thuộc vào bên đó. Và nếu họ chưa hoặc là không thừa nhận thì mình cũng không được đơn phương sa thải ạ. Sao có những quy định vô lý vậy được? Mình là đơn vị trực tiếp sử dụng lao động, mình chứng kiến hành vi của họ, năng suất lao động của họ, trong khi bên kia không chứng kiến. Nếu họ nói không nghe, không thấy, không biết thì làm sao đây? Yeah. Em phải liên hệ gấp với bên kia, đồng thời rà soát lại hợp đồng thuê lao động xem có lỗ hổng nào không. Em phải giải quyết vụ này dứt điểm và nhanh gọn cho anh. Dạ vâng ạ, em biết rồi thưa sếp. Thưa luật sư, trong trường hợp này thì để giải quyết vấn đề theo đúng quy định của Bộ luật Lao động mới có hiệu lực là như thế nào? Liệu chúng ta có thể giải quyết được khúc mắc và rắc rối phát sinh trong trường hợp này không? Khi một bên là đơn vị chứng kiến hành vi vi phạm nhưng không có chức năng xử lý, còn một bên thì ngược lại. Khoản 7 điều 56 Bộ luật Lao động 2012 quy định cái doanh nghiệp cho thuê lại lao động có trách nhiệm xử lý kỷ luật lao động đối với cái lao động cho thuê lại mà vi phạm cái trách nhiệm lao động, kỷ luật lao động khi mà bên thuê lại lao động trả lao động về cho doanh nghiệp. Thứ hai nữa là khoảng 7 điều 57 Bộ luật Lao động năm 2012 có quy định trách nhiệm của cái bên thuê lại lao động có trách nhiệm cung cấp chứng cứ về cái hành vi vi phạm kỷ luật lao động của người lao động thuê lại cho cái doanh nghiệp cho doanh nghiệp cho thuê lại để xử lý kỷ luật lao động. Như vậy thì có thể hiểu nói nôm na rằng doanh nghiệp cho thuê lại lao động và doanh nghiệp thuê lại lao động tuy hai nhưng mà một. Thì cho nên là cái vấn đề xử lý kỷ luật lao động thì hai bên sẽ cùng phối hợp để giải quyết vấn đề này trong cái phạm vi quyền và nghĩa vụ mà pháp luật quy định. Vâng, thế thì luật sư có thể dự báo những rủi ro mà doanh nghiệp có thể mắc phải khi đăng ký cấp giấy phép hoạt động cho thuê lao động hay không ạ? Thực chất ra thì Nghị định 55 cũng sẽ bắt đầu có hiệu lực từ ngày 15 tháng 7 năm 2013. Thì tuy nhiên trong cái hồ sơ, trong cái quy trình thủ tục để đăng ký xin giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động thì có một cái vướng mắc ở chỗ là người đứng đầu doanh nghiệp chi nhánh và phòng đại diện phải có kinh nghiệm ít nhất là 3 năm trong hoạt động lĩnh vực cho thuê lại lao động này. Tuy nhiên mà trước khi Bộ luật Lao động 2012 có hiệu lực thì cái hoạt động cho thuê lại lao động là không được cho phép trái luật, thì không biết rằng doanh nghiệp sẽ phải chứng minh về cái kinh nghiệm này như thế nào. Vâng, có vẻ như là quy định này chưa hoàn toàn rõ ràng lắm đối với các doanh nghiệp đúng không thưa luật sư? Dạ vâng. Bên cạnh đó hiện nay thì có một vấn đề đặt ra, đó là giữa bên thuê lại lao động và bên cho thuê lao động thì bên nào mới thực sự là chủ sử dụng lao động? Bởi lẽ tại điều 6 Bộ luật Lao động mới quy định thì chủ sở hữu lao động có quyền bố trí điều hành lao động theo nhu cầu sản xuất kinh doanh, có thể hiểu là bên thuê lại lao động có quyền này. Thế nhưng theo quy định tại điều 56 thì bên cho thuê lao động mới có quyền này. Luật sư có thể giải thích rõ về điều này không ạ? Nếu như vậy thì mình có thể quay lại về cái bản chất của cái hoạt động cho thuê lại lao động. Thì căn cứ vào khoảng 1 điều 53 của Nghị định 55 thì cái định nghĩa cái hoạt động cho thuê lại lao động như sau. Cho thuê lại lao động là việc người lao động đã ký hợp đồng lao động với doanh nghiệp cho thuê lại có giấy phép hoạt động ngành nghề là cho thuê lại lao động và sang một lao động khác để làm việc, chịu sự điều hành quản lý của cái doanh nghiệp sau nhưng vẫn duy trì cái mối quan hệ với lại cái doanh nghiệp cho thuê lại lao động. Thì như vậy có thể thấy người lao động chỉ chịu sự điều hành và quản lý của doanh nghiệp thuê lại lao động thôi, nhưng không phát sinh cái mối quan hệ sử dụng lao động, mà quan hệ sử dụng lao động đã phát sinh trước đó thông qua cái hợp đồng lao động đã ký với lại doanh nghiệp cho thuê lại lao động, nhận lương từ doanh nghiệp cho thuê lại lao động, đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, tất cả những cái thủ tục liên quan, quyền và lợi và nghĩa vụ đều gắn liền với doanh nghiệp cho thuê lại lao động.
Như vậy có thể thấy rằng là cái mối quan hệ sử dụng lao động ở đây thực chất ra vẫn là giữa doanh nghiệp cho thuê lao động và người lao động. Dạ vâng, rất cảm ơn luật sư về buổi trò chuyện ngày hôm nay. Dạ vâng, rất cảm ơn. Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình cũng đã hết. Mọi ý kiến đóng góp quý vị hãy gửi về hộp thư của chương trình nhịp cầu doanh nhân@gmail.com. Còn bây giờ xin thân ái chào tạm biệt.